Xin chào các bạn đã trở lại với trang nhà của Cecilia. Hôm nay Cecilia xin được giới thiệu đến cả nhà một thành phố nằm trên tiểu bang Nevada của Hoa Kỳ. Đây có thể nói là một thành phố không bao giờ ngủ, lúc nào cũng thức và lúc nào cũng sôi động. Và người ta gọi thành phố này là thành phố ăn chơi bậc nhất trên thế giới. Từ tiểu bang Colorado, nơi Cecilia đang ở, bay tới thành phố Las Vegas khoảng 2 tiếng. Thời tiết hôm nay thì rất là đẹp, nắng ấm. Hy vọng sẽ có một chuyến đi vui vẻ và thú vị. Cecilia xin được quay lại vài hình ảnh tại thành phố Las Vegas sau mùa dịch để chia sẻ đến cả nhà. Và đây là trung tâm của thành phố Las Vegas. Chúng ta có thể thấy chung quanh là các tòa nhà cao tầng, và trong mỗi tòa nhà đó đều có nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán bar, sòng bài, đủ mọi thứ rất là nhộn nhịp. Mặc dù mới mở cửa trở lại nhưng khách du lịch đến đây cũng rất là đông. Las Vegas là thành phố sa mạc nổi tiếng về đánh bạc và cũng là một điểm du lịch nổi tiếng ở nước Mỹ. Mỗi khách sạn và casino là hình ảnh của một thành phố thu nhỏ, với những công trình kiến trúc xây dựng rất là độc đáo. Thời tiết càng về đêm thì càng rất là đẹp, bởi vì nó có rất là nhiều đèn và nhiều màu sắc rực rỡ. Âm nhạc thì mọi nơi, không khí âm nhạc thì nó bao trùm luôn cả cái khu vực này. Có rất nhiều bài nhạc nổi tiếng trên thế giới, nhưng Cecilia phải thay cái âm nhạc nền rồi. Sorry cả nhà nhé. Và đây là quang cảnh của trung tâm thành phố Las Vegas vừa mới mở cửa lại được 2 tuần. Chúng ta thấy trước mặt là khách sạn Bellagio, có một cái hồ nước rất là rộng và với một cái danh nước phun nghệ thuật bậc nhất trên thế giới. Và đây cũng là khách sạn mà Cecilia sẽ check in. Ở bên trong khách sạn Bellagio này, nó có một khu vườn bách thảo và nhà kính trồng cây. Nó được trang trí theo mùa rất là đẹp. Nhìn lên trên nhà thì chúng ta sẽ thấy hơn 2.000 bông hoa kính đủ màu sắc, được thổi từng cái và uốn nắn bằng tay sau khi đã nấu chảy thủy tinh. Và tác phẩm này do nghệ sĩ tài danh Dale Chihuly ở tại Seattle chế tác. Sau khi check-in xong, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một vòng Las Vegas về đêm để xem quang cảnh thành phố Las Vegas sau mùa dịch như thế nào nhé. Từ khách sạn này chỉ cần băng qua đường là sẽ có một cái đài phun nước rất là đẹp và rộng lớn. Là điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến thành phố Las Vegas này. Có đến 1.200 vòi phun nước, nó có thể phun nước cao đến 460 feet. Và ánh sáng tỏa ra từ 4.500 ánh đèn màu, làm cho những cái màn trình diễn nhạc nước này rất là tuyệt vời. We'll be right back.
khí hậu càng về đêm thì nó càng mát mẻ. À, như chúng ta được biết thì đây có thể nói là một cái thành phố ăn chơi bậc nhất trên thế giới. Nhưng khi mà các bạn nhìn thấy trên đường đi, ở ngoài đường thì nói chung là rất là trật tự và không có lộn xộn. Đường xá thì rất là sạch sẽ. Mặc dù là đông đúc nhưng nói chung người ta đi lại rất là văn minh và trật tự. Và đó là một cái điều rất là tuyệt vời ở đây. Đúng là một thành phố không bao giờ ngủ. Đi bộ một vòng và dạo quanh thành phố, ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ cũng sẽ thấy rất là thú vị.